Hôm nay Dương Vi tiếp tục live với cái chủ đề chống diễn biến hòa bình. Thì với cái chủ đề đấy, Dương Vi sẽ lấy Trương Châu Hữu Danh này làm cái trọng tâm để sâu chuỗi lại những cái sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua. Qua đây cũng góp phần để làm sáng tỏ bộ mặt thật của Trương Châu Hữu Danh cùng với đồng bọn đang đứng đằng sau hoặc là bị Trương Châu Hữu Danh lợi dụng để gây rối mất an ninh trật tự xã hội ở một số địa phương cũng như ở trên mạng xã hội này. Chào Bình Kim, chào Trung Bình, chào chú Bằng Nguyễn ạ, chào Đinh Văn Thu. Vâng, cũng muộn rồi. Một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì chú bác, các anh các chị và các bạn thân mến. Như chúng ta đã biết đấy, vào chiều hôm nay cơ quan an ninh của thành phố Cần Thơ đã bắt Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982. Cái lý lịch các thứ thì mọi người biết rồi. Đối với Trương Châu Hữu Danh có vai trò rất là quan trọng đối với các thành phần phản động, là một cái mắt xích để liên kết giữa Trương Châu Hữu Danh với những cái thành phần khác ở trong nước, thậm chí những cái tổ chức dân sự xã hội khác hoặc những cá nhân có uy tín ở trên cộng đồng mạng cũng như ở ngoài xã hội. Qua đây á thì Dương Vi khẳng định rằng Trương Châu Hữu Danh hôm nay bị cơ quan an ninh người ta hốt, bởi vì Trương Châu Hữu Danh ấy đã có mối liên kết liên hệ khá chặt chẽ với một số người, thậm chí là người làm ở trong một số cơ quan đơn vị để lấy thông tin cá nhân tuồn ra mạng xã hội đe dọa người khác hoặc lôi kéo người khác tham gia vào cái âm mưu của mình. Nếu mà Trương Châu Hữu Danh ấy, là một người đơn thuần thì các tổ chức phản động ở nước ngoài sau khi Trương Châu Hữu Danh bị bắt thì bọn chúng không giáo giết và lập kế hoạch để tiếp tục kêu gọi lên tiếng như những cái thành phần mà nằm trong tổ chức phản động việc của Việt Tân. Cụ thể Trương Châu Hữu Danh ấy có mối liên kết với tổ chức Việt Tân cả Nguyễn Văn Đài và một cái tên hôm kia bị cơ quan tư pháp ở Nghệ An xử 12 năm tù. Trong đó các đài truyền hình tự phát và đài vớ va vớ vẩn như CHTV, Voi của cái đám Trịnh Hội Việt Tân đó, thì ở đây này có Dũng Bô Va cũng có vai trò quan trọng mà có mối liên kết liên lạc với Trương Châu Hữu Danh. Mà Trương Châu Hữu Danh ấy đặc biệt rất quan tâm đến cái động cơ và những cái người có liên hệ trực tiếp với cái sự kiện xảy ra mới hôm trước đây thôi. Có nghĩa là từ 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 cái lời nói sai của Duy Nguyễn với cố nghị sĩ Chí Tài thì ở đó Trương Châu Hữu Danh này này cũng là một người có vai trò, đóng vai trò hết sức là quan trọng ở đây. Chính vì vậy, đối với cơ quan an ninh của thành phố Cần Thơ với cơ quan an ninh của thành phố Hồ Chí Minh, người ta xác định cái vụ việc của Duy Nguyễn không đơn thuần là một việc giữa Duy Nguyễn với gia đình Chí Tài
Không phải là Duy Nguyên xúc phạm gia đình Chí Tài sao? Không đâu. Mà qua đó ở đằng sau này này, Trương Châu Hữu Danh, Dương Vi chỉ mặt đặt tên luôn, Trương Châu Hữu Danh là người có vai trò hết sức quan trọng để gây ra những cái sự kiện tiếp theo, sự việc tiếp theo. Còn như thế nào thì tiếp tục đấy là việc của cơ quan an ninh. Trong cái vai trò đó, Trương Châu Hữu Danh đã làm gì? Thì qua hồ sơ vụ án thì sau này người ta sẽ khẳng định có mối liên hệ liên kết từ tỉnh thất Bồng Lai hoặc vụ án Hồ Duy Hải cho đến vụ án Đồng Tâm đều có bàn tay của Trương Châu Hữu Danh dúng vô ba của đài CHTV. Một cái vụ án như Tịnh Thất Bồng Lai, Hồ Duy Hải hoặc Trương Châu hoặc là cái vụ án của Đồng Tâm cho đến cái sự kiện sự việc của Duy Nguyễn, nó đều liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Mà ở trên mạng xã hội thì các anh các chị đã biết Trương Châu Hữu Danh này đã gặp gỡ những ai. Mà trong cái cuộc gặp gỡ đấy, người ta trao đổi và làm gì thì chỉ có cơ quan an ninh, cơ quan điều tra người ta biết. Chào Thúc Anh, chào tất cả mọi người. Dương Vy đã nói rồi, đối với cái việc mà giữa fan của Duy Nguyễn với fan của các văn nghệ sĩ, những Chí Tài, những thứ đấu nhau, ở đấy có một cái bàn tay đen là các thế lực thù địch phản động này lợi dụng cái việc này để kích động, tạo ra hỗn loạn ở trên cộng đồng mạng cũng như ngoài xã hội. Mà chúng ta cả hai bên đấu đá lẫn nhau, càng lôi cuốn vào cái sự việc này thì càng gây ra nhiều cái hệ lụy trong xã hội. Cái đó là cái đích mà mục tiêu của các thế lực thù địch, cụ thể như cái đám Trương Châu Hữu Danh, tổ chức Việt Tân hoặc cái đám CHTV. Trong đó có cả nhóm của Trần Nhật Phong ở bên Mỹ, nó cũng nhúng tay vào cái việc này. Nó không đơn thuần là một cái việc cãi nhau trên mạng và xảy ra mâu thuẫn ở tại building của Duy Nguyễn. Đứng đằng sau đó là cả một cái quá trình kế hoạch của các thành phần phản động. Nó muốn triệt tiêu, triệt hạ, thứ nhất là tiếng nói của những người phản bác lại bọn phản động. Cái thứ hai, triệt phá các công ty doanh nghiệp. Cái thứ ba, đánh mất uy tín của các văn nghệ sĩ thực thụ. Cái thứ tư, tạo hiềm khích trong dư luận. Cái thứ năm, tạo hỗn loạn trong xã hội. Đó là cái mục đích và cái yêu cầu mà bọn chúng đặt ra trước thềm đại hội 13 của Đảng. Như vậy, Dương Vy khẳng định rằng đối với việc cơ quan an ninh của thành phố Cần Thơ bắt Trương Châu Hữu Danh, nó không phải là một cái việc bình thường, mà bắt được Trương Châu Hữu Danh rồi, chắc chắn những cái thành phần đã từng gặp gỡ và từng nói chuyện với Trương Châu Hữu Danh đó thì cũng phải rùng mình. Và nhiều người ấy đã bị lôi cuốn vào cái sự việc của Tịnh Thất Bồng Lai, Hồ Duy Hải, vụ án Hồ Duy Hải, vụ Đồng Tâm cho đến sự kiện Duy Nguyễn cùng với
các anh em văn nghệ sĩ. Nhiều người Dương Vy khẳng định rằng nhiều người văn nghệ sĩ không biết được cái mục đích, cái âm mưu sâu xa của bọn chúng đứng ở đằng sau. Và sau cái vụ việc này, nếu trong vòng tuần tới hoặc sang tuần, cơ quan thực thi pháp luật người ta làm việc này cụ thể thì chắc chắn rằng sẽ tìm ra được rất rất nhiều cái vấn đề ở đằng sau. Nó không phải là một cái vụ án dân sự hay hình sự, mà nó liên quan đến việc an ninh quốc gia. Cho nên á, Dương Vy mới làm một cái live tối hôm kia đã phân tích rõ ràng rồi. Các anh các chị ở hai bên, thậm chí bên hội anh em Cờ Đỏ, những người đứng lên đấu tranh phản biện chống các luận điệu xuyên tạc này này cũng chậm lại, nên dừng lại. Và bên các anh em fan của văn nghệ sĩ hoặc bên Chí Tài, fan của Chí Tài cũng nên dừng lại. Còn những người cố tình đấu đá ở đây này là những người như nào, là những thành phần ra làm sao, thì đã bị chính cái đám Trương Châu Hữu Danh, đám Việt Tân cùng đám Dũng Vô Va này nó xỏ mũi, nó lôi vào cuộc, dẫn dắt, định hướng. Ở trong cái tớt của Dương Vy, lúc chiều Dương Vy đăng Trương Châu Hữu Danh chạy đâu cho hết nắng này, thì có một số hình ảnh của Trương Châu Hữu Danh cùng với ở đây ai, gặp gỡ ai. Thì ở trong tớt Dương Vy vẫn còn nghe còm. Lẽ ra tối hôm trước Dương Vy cũng làm luôn cái chủ đề này, nhưng mà làm ấy thì nó sẽ đánh động và nhiều cái không hay, và nhiều cái mình phân tích nó không đúng thời điểm thì sẽ gây ảnh hưởng đến cho cơ quan chức năng, người ta làm nhiệm vụ, thực thi nhiệm vụ nó rất là khó. Không riêng gì Trương Châu Hữu Danh mà từ nay cho đến Tết Nguyên Đán hoặc trước thềm Đại hội 13 của Đảng, có nghĩa là muộn nhất vào cuối tháng 3, cuối quý 1 năm 2021, thì những cái thành phần liên hệ liên kết với Trương Châu Hữu Danh này này, cùng với những thành phần mà có mối quan hệ với Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng, đều sẽ bị cơ quan chức năng người ta mời, thậm chí cho nhập kho. Đấy là chuyện bình thường. Các anh các chị thử nghĩ xem, nếu mà không có đám Dũng Vô Va, đám Trương Châu Hữu Danh, đám Nguyễn Văn Đài, thì những cái sự việc, sự kiện ở trong nước không bao giờ nổi lên được, không làm loạn được mạng xã hội, không lôi kéo được người dân. Chính vì vậy ấy, cái đám này là cái đám đứng vai trò làm loạn xã hội lớn nhất ở trong Việt Nam. Các anh các chị ở giới văn nghệ sĩ cũng như những anh em khác là fan của văn nghệ sĩ hoặc fan của Duy Nguyễn đã bị chính cái đám này này, cái đám Trương Châu Hữu Danh, cái đám Việt Tân, cái đám vi phạm điều 331 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 này, đã lợi dụng kích động tạo ra điểm nóng, tạo ra những cái vấn đề gọi là tổ chức dân sự khác. Vâng, xích từ từ sẽ tóm được từng tên một anh ạ. Vâng, Đinh Tuấn Quân, kể cả nó khóa Facebook, trừ khi nó không hoạt động trên Facebook
nó hoạt động ở ngoài thì người ta vẫn có thể tìm ra được. Mà Ruby tối hôm qua, diễn đàn của thằng Daniel Modern đó, các vị khen tình báo về an ninh công an ở nước Mỹ này, hay là Trung Quốc hoặc là nước Nga giỏi, nhưng mà Ruby khẳng định rằng chỉ có an ninh nông dân Việt Nam giỏi nhất. Bởi vì á, mỗi một người dân của Việt Nam là một chiến sĩ an ninh, nên tất cả những hành động, những cái chuyện làm phi pháp của bọn chúng không bao giờ qua mắt được quần chúng nhân dân, mà quần chúng nhân dân là một chiến sĩ an ninh, nên bọn chúng không thể nào lọt qua được mắt quần chúng nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự cũng như là bảo vệ an ninh Tổ quốc.